Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với video bài học tiếp theo trong chương trình chia sẻ những kiến thức về đầu tư tiền kỹ thuật số và Bitcoin dành cho những cái nhà đầu tư và những người trader chuyên nghiệp, được chưa ạ? Và để không mất thời gian nữa, bài học này tôi sẽ giới thiệu với các anh chị một số sàn giao dịch Bitcoin và tiền kỹ thuật số ở trên thế giới. Và để thuận tiện cho việc trình bày thì tôi cũng sẽ quay màn hình ở đây để các anh chị cùng theo dõi, được chưa ạ? Vâng, trước hết có thể nói là với sự phát triển bùng nổ của thị trường tiền kỹ thuật số và Bitcoin là chiếm đến 70% dung lượng thị trường, thì hiện nay trên thế giới có rất nhiều các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số, và trong đó thì ưu tiên hàng đầu đó là giao dịch Bitcoin. Vì vậy các cái sàn giao dịch Bitcoin cũng đồng nghĩa với việc là họ sẽ giao dịch các đồng tiền kỹ thuật số khác, và ngược lại là nói đến các sàn giao dịch mà giao dịch tiền số thì nó cũng hàm chứa Bitcoin. Hầu hết tất cả các sàn giao dịch đều giao dịch Bitcoin, và có nhiều sàn thì sẽ không giao dịch những cái đồng tiền nhỏ, được chưa ạ? Vâng. Thế thì như tôi đã nói là có rất nhiều cái sàn ở trên thị trường, thì chúng ta có thể sử dụng CoinMarketCap để chúng ta xem. Thì cái phần này thì tôi sẽ hướng dẫn trong một cái video khác về CoinMarketCap, hoặc là chúng ta có thể search Google là các cái coin hay là Bitcoin Exchange, đúng không ạ? Vâng, Bitcoin Exchange tức là trao đổi đấy. Vâng, trao đổi về Bitcoin thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều sàn, đúng không ạ? Vâng, rất nhiều sàn. Chúng ta nhìn thấy ở đây đấy, bây giờ giá đã là 199 Việt Nam đồng một Bitcoin rồi, đang giảm một chút, đúng không? Đấy, GDAX, đúng không ạ? Bitcoin.org, CEX, Bittrex, vân vân, hoặc là top 40 Bitcoin Exchange list, đúng không ạ? 15 best Bitcoin Exchange review, vân vân, nhiều lắm. Vâng, thế thì tôi sẽ giới thiệu theo cái phương thức là từ ngoài vào trong, từ lớn đến nhỏ, được chưa ạ? Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ tìm. Thì ở Việt Nam chúng ta là các nhà đầu tư hoặc là những người chơi coin hiện nay là đang chơi trên một số các cái sàn giao dịch lớn, có tên là ví dụ như là sàn Remitano, là một sàn chuyên về Bitcoin, tôi đã hướng dẫn rồi. Một sàn nữa là chuyên về Bitcoin và các đồng coin top, đúng không ạ? Nhiều, rất nhiều đồng coin. Đấy gọi là sàn Bittrex. Vâng, sàn Bittrex. Tuy nhiên sàn Bittrex là hiện nay là có một nhược điểm, đấy là do số lượng các nhà đầu tư và người chơi quá lớn nên sàn Bittrex đã đóng cửa, không cho đăng ký tài khoản dành cho các cái cá nhân, và chỉ cho đăng ký dưới dạng tài khoản doanh nghiệp. Nếu như bạn có doanh nghiệp, công ty ABC gì đó, bạn có thể mở tài khoản Bittrex, bạn giao dịch bình thường, ok. Tất nhiên cái thời điểm mà có thể cái thời điểm mà tôi quay cái video này thì Bittrex đang đóng, thì có thể tuần sau, có thể tháng sau họ lại mở cho chúng ta đăng ký. Thì cái chuyện đó là phụ thuộc vào cái trang Bittrex, nó phụ thuộc vào cái sàn Bittrex, ok. Thế thì chúng ta nếu như không có tài khoản giao dịch Bittrex thì lên trên các group Facebook hoặc là group Telegram, họ bán các tài khoản giao dịch rất nhiều. Ví dụ họ có thể bán 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu một cái tài khoản giao dịch Bittrex, bởi vì có nhiều người là người ta có tài khoản, họ đăng ký từ trước nhưng mà họ không có tiền chơi, hoặc là không muốn chơi nữa, hoặc là chơi bị thua rồi. Họ có thể bán lại cho chúng ta cái tài khoản ơ cao đấy để chúng ta có thể chơi. Tất nhiên vào trong đó chúng ta sẽ đổi ví, chúng ta sẽ đổi số điện thoại, đổi email vân vân. Ví dụ thế cũng rất là tốt nha. Sàn Bittrex, một cái sàn nữa đấy là sàn Poloniex, đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy Poloniex. Vâng, các bạn bấm vào đây, các bạn xem. Đây cũng là một cái sàn giao dịch mà có lượng người chơi rất là lớn tại thị trường Việt Nam. Vâng, trên cái sàn này nó có 3 tính năng rất hay, đấy là Poloniex Exchange, Margin Trading và Lending. Exchange thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những khái niệm là Trading, Exchange là gì, Margin Trading là gì và Lending Trading là gì, trong các cái kiến thức về đầu tư sau. Bây giờ bài học này tôi sẽ hướng dẫn về các sàn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ mở sàn. Vâng, chúng ta sẽ mở sàn. Thì video bài học tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cái việc chúng ta sẽ mở tài khoản trên sàn, được chưa ạ? Vâng. Rồi đây ạ, coinchain.io. Vâng, coinchain.io. Đây chúng ta cũng có thể đăng ký, đúng không ạ? Bằng cách là bấm vào đây, hoặc là chúng ta chỉ vào đây tham khảo thị trường thôi, thì chúng ta view market, đúng không ạ? Vâng.
Ngoài ra thì các bạn có thể vào trang chủ của Bitcoin, đấy là trang bitcoin.org. Bitcoin.org chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các cái thông tin, những cái nguồn dữ liệu để cho chúng ta biết tất tần tật về Bitcoin. Tất nhiên là nó bằng tiếng Anh, thì chúng ta nên lưu ý, được chưa ạ? Vâng, có nhiều những cái trang như vậy. Trên này thì các bạn có thể thấy là có một cái mục có tên là Bitcoin Exchange. Họ giới thiệu các cái sàn giao dịch ở trên trang bitcoin.org, được chưa ạ? Bitcoin Exchange thì đây, chúng ta có thể chọn các cái trang quốc tế, BitQ, Bitstamp, Bitwest, Karen, rồi thì Local Bitcoins, vân vân, đúng không ạ? Sàn của châu Âu, Anycoin Direct hay là bitcoin.ge, Bitpanda, đúng không ạ? Rồi thì Paymium hoặc là Drop Trading, đúng không ạ? Rồi các sàn mang tính local, tức là mang tính địa phương ở từng quốc gia, Australia, Brazil, Cambodia, đúng không ạ? Các này họ đánh theo thứ tự ABC đấy. Rồi thì Canada, Chile, rồi thì China, đúng không ạ? China thì có hai sàn, đấy là sàn Huobi và sàn OKCoin. Đây ạ, sàn Huobi đấy ạ. Vâng, chúng ta có thể vào đây, các bạn là đăng ký giao dịch. Cái sàn này cũng rất là tốt. Đấy, cho phép đăng ký thoải mái. Vâng, vâng, đây ạ, trên sàn Huobi thì chúng ta lại đang nhìn thấy là giá Bitcoin đang giảm, chỉ còn 8.600, đúng không ạ? Video trước đây thì tôi vừa trình bày nó khoảng 8.800, cho nên nó tăng giảm rất là nhanh, rất là thường xuyên. Đó, chúng ta có thể đăng ký vào đây mua, hoặc là sàn OKCoin. Đây ạ, vâng, sàn OKCoin cũng là một sàn của Trung Quốc. Thì chúng ta cũng có thể tạo tài khoản ở đây. Rất nhiều các cái sàn cho phép chúng ta tạo tài khoản, và cũng có những sàn không cho phép, đúng không ạ? Một lát nữa tôi sẽ hướng dẫn ở trong video tiếp theo. Tương tự như thế, cũng có rất nhiều sàn nữa, Costa Rica, Colombia, India, Indonesia, Israel, Italy, đúng không ạ? Japan. Vâng, Japan thì có BTC Bop, Coincheck, đúng không ạ? Nếu mà các bạn giao dịch thì các bạn cũng nên lựa chọn Japan, là một cái quốc gia rất là uy tín, đúng không ạ? Các nhà đầu tư sẽ được đảm bảo quyền lợi rất nhiều. Thì chúng ta có thể lựa chọn ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung hoặc là tiếng Nhật. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó cũng cho phép chúng ta trade margin, đúng không ạ? Đây, một Bitcoin hôm nay giá là từng này yên Nhật, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đang giao dịch trên sàn của yên Nhật. Tùy vào cái sự thuận tiện, cái thói quen, tôi không nói là sàn nào thì hơn sàn nào, nhưng mà ví dụ các bạn giao dịch các cái sàn như Polo, Bittrex hay là Binance hay là OKCoin thì những cái sàn như vậy nó sẽ phù hợp với người Việt Nam hơn, đúng không ạ? Rồi thì đây ạ, Singapore cũng có sàn Nuno, Portland, đúng không ạ, có sàn BitBay, rất nhiều, đúng không ạ? Hàn Quốc thì có sàn Bitthumb, Coin, Cobit đó. Rồi thì các cái nước Ả Rập, đúng không ạ, thì cũng có sàn, Anh Quốc cũng có sàn, Mỹ cũng có sàn, đúng không ạ, Venezuela cũng có sàn. Đấy, hoặc là một số trang, đây là gọi trang Buy Bitcoin Worldwide, chúng ta có thể mua toàn cầu, chúng ta có thể mua toàn cầu, chúng ta chọn, ví dụ như là chúng ta chọn nước mua, chúng ta chọn nước mua, chúng ta thanh toán bằng đồng gì đấy, đây có rất nhiều phương thức thanh toán, đúng không ạ? OKPay, PayPal, Perfect Money, Swift, đúng không ạ? Swift là chuyển tiền điện tử đấy, hoặc là credit card hay là debit card, đúng không ạ? Chúng ta có thể chọn. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy có những cái đơn vị như là CoinMama, họ sẽ thanh toán. Những cái sàn như này họ cũng rất là uy tín, đúng không ạ? Đấy, thì ở trên này chúng ta cũng nhìn thấy nó cũng cho phép chúng ta mua bán bằng các cái đồng tiền. Chúng ta cũng có thể tạo ví, đúng không ạ? Mua các đồng altcoin khác, Neocoin, Zcash, Stella, Ethereum, Ripple, Monero, Litecoin, vân vân. Như vậy chúng ta đã nhìn thấy là có rất nhiều sàn rồi, được chưa ạ? Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra tài khoản trên các sàn lớn, và chúng ta cũng tạo tài khoản trên các sàn nhỏ. Để làm gì? Để sau này những cái sàn mà họ, nhất là các cái sàn nhỏ, thì họ sẽ có thể sẽ phát hành các đồng coin của sàn, thì chúng ta cũng có mua coin của họ. Và trên những cái sàn nhỏ thì họ sẽ bán những cái đồng coin gọi là tạm gọi là coin rác. Thì những cái coin mà chưa lên sàn hoặc là những cái coin mà giá trị thấp thì chúng ta có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền, bởi vì
cái việc tăng trưởng của những đồng coin mà nó tăng từ 0.0001 đô lên 0.001, tức là tăng khoảng 10 lần là rất khả thi. Bitcoin bây giờ thì mà tăng 10 lần nó lên tới 100.000 đô thì hơi khó. Thế nhưng mà những cái đồng coin có giá trị thấp hơn thì nó có thể tăng rất là nhanh, đúng không? Thì video này tôi hướng dẫn các bạn về giới thiệu các bạn một số các cái sàn giao dịch Bitcoin. Và như tôi đã phân tích thì phụ thuộc vào thói quen, phụ thuộc vào chiến lược đầu tư, phụ thuộc vào cái sở thích của các bạn. Các bạn có thể lựa chọn rất nhiều các cái đồng, rất nhiều các cái sàn để chúng ta giao dịch, đúng không ạ? Coincheck, Coinbase, đúng không ạ? Ví dụ như vậy, nhiều sàn lắm. Đấy, buy and sell digital currency, đúng không ạ? Đấy, cái giá trị giao dịch hàng ngày lên tới rất là nhiều trên cái sàn như vậy. Chúng ta cũng có thể cài cái phần mềm ứng dụng. Hiện nay thì rất nhiều các bạn nhìn thấy trong cái list này tôi đã giới thiệu cho các bạn lên tới hàng chục các cái sàn. Thì tùy các bạn chọn nha. Và tôi cũng recommend là ở Việt Nam thì các cái nhà đầu tư người ta sử dụng Pono, Bittrex, Binance, OKCoin nhiều. Còn nếu mà các bạn có thể sử dụng Coinbase hoặc là CoinMarketCap hay là cái gì đó, hay là Coincu hay là vân vân, rất nhiều các sàn lớn, sàn nhỏ, các sàn quốc tế, các cái sàn địa phương. Vâng ạ. Và các bạn lưu ý là trong các cái sàn này nó cũng có cái sự chênh lệch về giá. Các bạn lưu ý khi chọn sàn để giao dịch. Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.